chọn bên nào nè? Tao chọn bên xã hội. Đương nhiên là xã hội. Cái này là ai giải chữ ký em mà xong rồi đổi lớp á thầy. Bây giờ còn đổi lại kịp không thầy? Tao đã nói mày rồi, nó không có để ý đâu. Cứ vậy là nộp đi được rồi. Ê nè, hai đứa bay làm gì mà coi được hết, tự nhiên đi đổi giấy đăng ký của tao làm ảnh hưởng tao lắm biết không? Chỉ biết là năm sau, rồi năm sau nữa mày phải học bay tự nhiên. Dạ cô gọi em. Em đó, tôi là tôi hết nói nổi em rồi. Dạ gì vậy cô? Điểm thi em thấp hả? Em trước giờ là học đầu tiễn văn, rồi đột ngột chuyển qua lớp tự nhiên, nên là em có học dở tôi cũng không trách em nữa, tôi thấy thông cảm. Dạ. Mỗi lần thi không tiến bộ được 3-4 điểm thì 1-2 điểm là cũng coi được đi. Vậy mà tại sao em gian lận vậy nè? Em gian lận hồi nào? Cô nghe ai nói vậy? Em khoải, tôi là tôi dạy em 2 năm là quá rành em rồi. Mỗi lần em làm bài tập em chép mỗi cái đáp án thôi. Không viết đáp án thì viết cái gì cô? Cũng được đi, coi như là em cũng có tâm em chép bài của bạn đi. Rồi cái kỳ thi này nè, em viết rõ ràng, rành mạch từng bước giải. Em nghĩ là tôi bị mất nhận thức hay sao mà không biết là em quay bài hay là em chép phao hả nè. Đề cương này là cô mới soạn cho lớp đúng không cô? Đúng rồi, sao vậy? Một đáp án là A, áp dụng giải phương trình với lại đạo hàm là ra. Còn câu 2 là áp dụng giải tích phân. Câu 3, cô viết sai dấu rồi nè. Quá lạ, làm sao em giải được? Bài này tôi còn chưa có đáp án mà. Em giải bài tập thì em cần đáp án trước làm gì cô? Thôi đi ra nha, bài tập cô giao em còn chưa làm xong nữa. Má ơi, cái này nhận về còn chưa có đáp án sao thấy ghê vậy trời. Người tâm linh chị. Dạ, thầy kêu tụi em lên à? Ừ. Kỳ này thì trường mình có 2 slot được tuyển thẳng vô đại học quốc gia. Thầy đã nắm danh sách rồi. Nhưng mà hai em thì phải làm bài thi riêng, chọn một trong hai. Ủa sao có 2 slot mà tụi em phải chọn một trong hai vậy thầy? À, tại vì trường mình có một bạn được đề cử tuyển thẳng là tuyển trước rồi. Em mượn danh sách nha thầy. Thôi kệ, 3 người hay 300 người thì... Nguyễn thì nỉ. Mày kiếm tao hả? Sao mày qua ban tự nhiên mà vẫn được tuyển thẳng? Tao qua ban tự nhiên thì càng nên được tuyển thẳng chứ. Tự nhiên mới là thế mạnh của tao mà. Nhưng mày học chuyên văn mà. À, học cho vui. Tại vì mẹ tao thích tao học môn văn. Rồi, mày đi đâu vô đây? Thì tao đưa đề thi cho tụi mày nè. Cái gì? 20 câu làm trong một tiếng. Còn là đề ngoài sách giáo khoa nữa. Mẹ nào ra đề vậy? Là mẹ nè con. Ê, gì Út về rồi. Trời, nhớ gì Út à. Phim hôm bữa con còn để lại để ghi con chung với Út á. Cái đó lát để sau đi đây. Chị có ghé mua photo book của Dương Nhất Bác cho con nè. Chị chăm Thiên Quang Tứ Phúc cho con với lại mua hình con yêu thích nữa nè. Wow, cái này khó kiếm lắm á. Dễ mà, dì Út có tiền. Con quên, hay là vô trong đi dì Út. Họ hàng tới gần đủ hết rồi đó. Ủa này, trời ơi, nay lớn dữ vậy đó hả? Sao rồi, năm nay học hành sao? Kỳ rồi thì được mấy điểm? Tụi thằng con nhà mà ở chán dữ lắm, thì được có hạng nhì thôi. Hạng nhì là số 2, vậy là mình hạng... Chị họ lâu quá không gặp. Chị tăng cân hả chị? Dạ, ăn được nên hơi phì ra. Nghe nói mới đi Pháp về hả? Pháp là tháng trước, tháng này là Hàn Quốc đó chị. Hèn gì thấy đẹp ra. Chắc qua bên đó là thẩm mỹ tóc tai rồi rồi chứ gì. Tóc? Ồ, đâu có. Cái này em làm bên Việt Nam. Em với anh Đị đi làm bên Phú Nhuận nè, cái bên. Lộ gài Tết cái gì nó cũng lên giá hết em. Chị cũng tính đi với mà chị tiết tiền. Đi làm tóc một lần mấy triệu bạc. Chỗ giàu như em á còn đi được chứ còn chị thì... Trời ơi, cái gì vài triệu? Em làm có 700 ngàn à. Thấy bữa giờ có mấy vụ mà tư vấn vài trăm qua làm mắc cơ lên vài triệu em cũng định không có đi rồi. Mà con mấy nị kêu là bên đây ok, tay nghề tốt, là thuốc tốt nên là qua làm thử. Mà thiệt là không có cơ lên. Nói sao làm vậy? Thấy em già họ cũng mới vẻ đó chị ơi. Bộ em đi nhuộm cái màu nâu băng bi này là cái màu trend năm nay nè. Em nhuộm thôi mà được tặng cắt rồi hấp phục hồi luôn. Em đi một mình nên được giảm 10%, đi từ 2 người là giảm 20% lận chị. Em làm á ưng cái bụng lắm với chất lượng này mà giá học sinh sinh viên. Tết cũng không có tính thêm phí gì đâu nha. Chị thích thì qua 469 Quỳnh Văn Bánh, phường 3, quận Phú Nhuận làm nha. Nói làm giống em là được. Được giảm giá thêm hả? Được mời chai nước lúc mới vô với lại lời cảm ơn khi đi ra đó chị. À chị quên lì xì cho cháu chị rồi hả? Bé nị nè. Chị nhớ cái chị quên đồ ngoài xe để chị ra lấy. Này, cậu lì xì cho con nè. Ủa nị ơi, cái ly à? Chị hai, tự nhiên thèm táo quá, vô chẻ cho em ăn đi. Con nè. Rồi, để chị chẻ cho. Nị ơi, ra canh em giùm mở chút để mở làm đồ ăn coi. Nữa rồi đó, để đó chị gì. Ngồi thẳng lưng lên. Ôi, buổi họp phụ huynh sắp kết thúc luôn rồi đó, mẹ tới chưa vậy? Kêu mẹ khác của con đi đi chứ, mẹ đang đặt đồ ăn rồi, người ta đang giao tới. Alo mẹ ơi. Alo, mẹ của nhà My đang trong tay ta. Ai vậy? Mẹ của nhà My đã bị bắt cóc rồi, không có đi họp phụ huynh được đâu. Chiều nay sau giờ học á, nhớ đem 2 bánh chiên trộn tới tiệm neo đầu đường chuột về. Chọn cái nào đó đi cưng. Bánh chiên trộn là không có bỏ đậu phộng nhưng mà nhiều xoài nha. Tôi không hiểu kiểu gì luôn đó nè. 4 lần họp phụ huynh là đúng 4 lần. Phụ huynh nhà em không đi họp lần nào. Thôi cô đừng nói nữa, em xin lỗi rồi. Tôi không nói nhiều nữa. Thỉnh mẹ em tới đây gặp tôi. Mẹ nào với cô? Hai người, nhanh lên. Alo mẹ, vợ của hiệu trưởng tới chuồng mắc ghen rồi kìa. Đâu? Đâu? Ở đâu?
Dạ, mời hai vị thần thánh đi ngồi xuống nghe tôi đọc bài văn tả mẹ của con hai vị đây nè. Sao tao thấy điều không lành đó mày? Bài văn gọi đầu cho mẹ em. Hay, quá có hiếu luôn đó cục. Tóc mẹ em sợi có sợi không, xanh đỏ tím vàng. Tối hôm đó em đã giúp cho mẹ gọi 3,5 cái đầu. Đúng là bữa đó tôi có rủ thêm hai đứa bạn về nhà nhậu nữa. Cái vấn đề ở đây là làm sao mà 3,5 cái đầu được chị? Không được hả mày? Không biết nữa chắc vậy. Rồi đây đây đây, bài thi học kỳ môn toán của con chị. Hàm số. Dạ. Trời xin lỗi cô nha, tôi có bệnh đó, cứ nghe tới toán là bất tỉnh nhân sự. Corona ơi, cái là tài liệu học kỳ sau. Chạy điện chè. À cảm ơn thầy. À đây là thầy dạy thể dục mới về trường, còn đây là tôi là chị hai của nị, còn em là em út đó thầy. Thôi tưởng gì, học lớp chuyên nhàn thiệt luôn á, chiều nay vậy là xong 2 tiết rồi. Ủa mà làm gì vậy, lớp mình học xong rồi mà. Đâu, tao đăng ký trường là học luôn chương trình lớp 11 rồi. Ủa chi, lớp mình đang học lớp 10 chưa đủ mệt hả? À không, tao định thử thách bản thân tí xíu. 2 năm học xong chương trình của cấp 3 luôn, và năm sau thì đại học. Bộ mày thấy cuộc đời này dễ dàng quá hả? Chứ cà tàn như mày chừng nào mới xong. Thôi tao đi nè. Ê nè, mốt mày đăng ký lớp á, nhớ ngủ lớp đăng ký chung luôn nha. Ừ, mày nói đúng rồi đó. Nguyên một lớp có một mình nó học chương trình cao hơn, lỡ gặp bài khó biết trao đổi với ai, đúng không? À không, tại vì lớp mình đăng ký chương trình lớp 11 hết rồi, và đăng ký lớp khác nhỏ nè, nên tao định kêu là lần sau đăng ký chung cho vui. Ờ đúng rồi, mà học kỳ tới là mở cho đăng ký trước lớp 12 luôn rồi đó, mày cũng muốn đăng ký luôn không? Tới đó tao rủ mày. Ai rảnh? Mày ham học cứ như là thần đồng Einstein đồ vậy đó. Ừ thì cũng đúng, tại vì người ta giỏi nên tao ngưỡng mộ mà. Nhưng mà học nhiều mày cũng có được giải Nobel nào đâu. Cũng đúng, nhưng mà tao không có đi theo hướng vật lý, tao thích học anh văn hơn. Nhưng mà nghĩ lại thì quán quân 3 năm liền cũng chưa có ổn lắm. Tao đó, học quá trời rồi cũng vậy thôi, bởi tao nhìn trước tương lai rồi, tao đâu có cố gắng nhiều làm gì. Mày nói đúng lắm. Cô đi đâu vậy? Dù vậy thì chiều nay cũng không có tiếc, hai đứa mình đi ăn bánh chén đi. Tao đi lên xin trường việc cho tao học lớp 12 sớm luôn. Tao định cuối năm nay là thi đại học luôn, phải lấy được bằng quốc tế trước năm 18 tuổi. Alo mẹ ơi, 101 cái bằng thi quốc tế của con á, mẹ còn giữ ở nhà không? Thì con cần cái phê duyệt mà. Rồi coi cái lớp giống cái chùa Bà Đanh ghê không? Ê, mấy cái đứa này chơi kiểu gì á? Ủa mày cũng không đi học hả? Học gì? Bạn Hiền. Cuối cùng cũng tìm được người bình thường duy nhất trong cái lớp này rồi. Ồ, mày là đứa nào? Lộn lớp mà xin lỗi nha. Ship.